cho. Rồi cho em chụp tấm rồi em chụp đi. Cái giờ sao giờ thấy không? Nắm tay luôn nè thấy không? Chịu ở đây luôn nè. Chịu không? Dạ. Thấy không? Anh tắm tới đây chị rồi thấy không? Rồi làm tới đi, tới sáng cũng được mà đâu chị đâu. Trong cuộc sống luôn luôn có một sự ngoại lệ nào đó và chúng ta phải biết chấp nhận. Thỉnh thoảng có một lần chị đi diễn về, trên con đường ấy chị đi về và chị đi ngang qua McDonald's, bỗng nhiên chị cảm thấy rằng chị cần ăn một cái gì đó và chị đi ngang qua đó. Người ta gọi là drive through, có nghĩa là mình mua mang về, đi ngang qua cái đường bãi xe xong rồi gọi đồ ăn. Bất chợt thì đi ngang qua gọi đồ ăn về thì thường thường là anh Huy hoặc là mèo, hoặc cùng lắm có thể là anh Bi sẽ bấm cửa xuống sẽ gọi đồ ăn. Nhưng ngày hôm đó chị làm một sự ngoại lệ, chị bấm cửa xuống, chị nói: bánh của chị đâu? Ấy vậy là các bạn ở trong đó xong chưa hết, biết rồi, kéo cửa lên đi qua thêm một cái cửa sổ nữa là bên kia chạy qua, bên kia. Các bạn ấy vừa chạy qua trong khi cái nhiệm vụ chỉ là tính tiền thôi mà cũng qua đưa bánh như thường. Chị kéo cửa xuống, bánh chị đâu? Dạ đây. Thấy vậy à, chị cảm thấy rất là sung sướng vì điều đó. Bởi vì sao? Thỉnh thoảng là mình làm những điều bất ngờ và các bạn ấy như vậy thôi, các bạn sẽ thấy vui. Vì ở trong một cái khoảnh khắc nào đó các bạn ấy không nghĩ rằng là chị đi mua bánh như vậy hay là như thế nào đó, nhưng mà các bạn biết không, những cái lúc như vậy thì sẽ cảm thấy rất là vui và mình thấy vui vì các bạn ấy vui như vậy mà các bạn ấy không dám la lớn như vậy. Là khá là như vậy đó.